Thưa quý vị, chiều qua 24 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ đã họp báo thông tin vụ phạt hàng trăm triệu đồng đối với chủ tiệm vàng và người bán 100 đô la Mỹ gây xôn xao dư luận những ngày qua. Tại cuộc họp báo, Thượng tá Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ khẳng định về trình tự thủ tục thẩm quyền xử phạt trong việc là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Việc có gài bẫy hay không đối với tiệm vàng thì đây là nghiệp vụ của lực lượng trinh sát, nếu thuộc về bí mật nghiệp vụ thì không cung cấp được. Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Văn Dương cũng cho biết, trường hợp ông Nguyễn Cà Rê, người bán 100 đô la Mỹ cho tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng, nếu có hoàn cảnh khó khăn, có thể làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Về việc vì sao 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị hơn nửa tỷ đồng, gia đình chủ tiệm vàng để trong tủ không bày bán nhưng vẫn bị tịch thu, Thượng tá Dương nói chủ tiệm vàng không khiếu nại vấn đề này nên ông không đề cập và không xem xét trả lời. Theo ông Dương, đến nay chủ tiệm vàng đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính. Hồi đầu năm nay, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đang mua 100 đô la Mỹ của ông Nguyễn Cà Rê cùng thường trú tại quận Ninh Kiều với giá 2,26 triệu đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Rê và 295 triệu đồng đối với ông Lực.